cái trán má thấy rõ dễ sợ chứ. À, kiểu như cái mặt mình đập cái nghề của nó mặt. Đấy, tức cười chứ. Cái cuối cùng là mình bỏ cái gì. Khỏe không bà? Khỏe chứ. Hôm nay mình đi lễ trò. Lễ trò. Bữa nay ba ăn chay không? Không. Không ăn chay hả? Ba nhìn nổi mà. Ba nhìn nổi mà. Đi. Má đâu rồi? Má đang ra. Trời ba, cậu trang má nè. Thôi, thưa đặt dùm và lấy bánh một lọc. Cái gì? Cái gì ba nó có? Cái... Lý ơi. Cái nấm mèo á thưa. Lý ơi. Cái gì ba đó? Chết cha. Quên dậy má ơi. Tôi biết trước mà. Thơ hay thật, có người nào rặng thiệt không lành mày hay á. Đâu có lạnh ba. Mày nè. Bữa nay không có lạnh. Ba ngồi trong phòng này bây giờ ba mày mặc quần nó không thể nó lạnh. Con năm rưỡi nó qua chưa mặc quần nó để đợi. Đây, nó gậy rồi. Đẹp quá. Đi thấy ba biết trước. Xong chưa? Đi. Lên đường. À. Mà đâu? Xong rồi. Rồi chừng nào muốn lấy bánh lọc, bột lọc rồi Ly? Thứ tư gì Ly về? Thứ tư tuần sau cái gì? Ừ. Lâu là còn lâu. Là thứ ba lấy bánh à. Ừ. Còn lâu. Mấy trăm cái? Trăm ta. Còn thường đặt mấy trăm thì người ta nhận. Mấy trăm cũng được. Đó đâu có chịu phải không? Đâu có sao đâu. 100 mua về cho bàn ba. 100 hay 1000. Con à thùng đâu? Mi hỏi. Đâu có đâu. Có nấm hay không có nấm? Hà Mi nói có nấm hay không có nấm. Thứ bảy em đi xô ngon để nhà xé nhà cho chị Ly nha. Thứ bảy chủ nhật thứ hai. Để xe nhà cho chị Ly đi đâu đi. À sướng đi. Đi chờ Ly ơi. Dạ. Khi sáng Ly đi chờ một mình kìa, đi bộ kìa. Vậy hả? Ừ. Thì đi mà nó không mua gì hết trơn. Kỳ vậy? Mua cái bá cho má đó. Thiếu ráng. Trời ơi. Mua cái bá một canh nhỏ xíu. Không, đi vòng vòng xong rồi không có tính ra chợ. Nghĩ. Mừng lạc. Xong đi quay bên nhà em lấy xe đi. Không, mừng lạc. Hắn không đi. Không đi chợ à, thích đi bộ đi bộ bằng lạc vòng lạc hơn chợ không nó lạc đâu, đi bộ trong này chán cho nên con ra ngoài kia con coi có cái dâu bào hay không, mà người ta nói phải chợ Việt Nam mới có cái dâu bào, con muốn chợ bự á, cái xong con thấy có cái vá thì con mua cho má cái vá thôi, còn thấy rau rồi thì tính gọi mà sợ má mắc phôn chứ về nhà còn rau đó đó con. Ba ngủ được không ba? Được quá. Được quá rồi. Ăn được. Ăn cũng được, ngủ cũng được luôn. Con thơ thật giỏi. Hắn không lành mà kìa. Mình mặc hai ba ảo mà hắn không lành. Hắn mặc có một ảo mà là chứ. Hôm nay trời nóng. Không, rỗng. 11 độ ở Việt Nam. Con nên ăn chay rất chua cay, đời tôi ăn ngon nên ăn chay khó vô cùng. Đời tôi ăn ngon nên hôm nay thật là chua cay, tôi quen rồi những ngày ăn toàn đồ thứ ngon. Ăn chay vui hay buồn? Ăn chay nên vui hay buồn thưa các bạn chị em? Ăn chay nên vui hay buồn? Vui. Vui chứ còn gì nữa. Bài đọc một hôm nay rõ ràng
thì Joel, hãy mở đại hội để ăn chay, để ăn năn thống hối. Nói đến ăn năn thống hối và nhất là ăn chay thì tự nhiên chúng ta, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, phải xỉu, phải buồn, không được vui. Nhưng mà sai rồi. Chúa Giêsu còn nói rõ hơn nữa, khi ăn chay chúng ta đừng tỏ vẻ mặt nhăn nhó rồi buồn để người ta biết rằng mình đang ăn chay. Trái lại, rửa mặt. Có số người thưa cha, hồi nãy con đi lễ về con quên con rửa mất cái đồ, cái cho trên đầu rồi có sao không? Thì Chúa nói rửa mà. Rửa mặt, chải đầu, xức thuốc thơm để người ta biết, không biết mình ăn chay, người ta biết là mình vui vẻ vì có Chúa. Thưa quý bạn chị em, đạo chúng ta là đạo vui. Ngay cả trong việc ăn chay và ăn năn thống hối, dĩ nhiên không thể ăn năn thống hối mà ngồi đó cười được, đúng không? Ăn năn thống hối đã quá, rồi tôi có tội được Chúa tha, hôm nay ăn chay vui quá, sao mà thật sự ra nó không phải là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa quá tuyệt vời, Chúa thương chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta đi vào con đường ăn chay và cầu nguyện và làm việc lành phúc đức, bởi vì một điều rất tốt sẽ xảy ra cho chúng ta, đó là Chúa chết đi và sống lại. Và một điều rất tốt xảy ra cho chúng ta, đó là qua cái việc ăn chay và đi vào những ngày chay thánh, chúng ta sẽ sống lại, tinh thần làm con Chúa chuẩn hơn, tốt đẹp hơn. Rồi chúng ta dựa vào hai cái câu mà cha cũng như là những người xuất cho sẽ đọc. Câu thứ nhất, có sự lựa chọn hai câu. Con hãy nhớ từ buổi cho, con xót trẻ về cho buổi. Hỡi người, hãy nhớ mình là buổi cho. Một mai người sẽ trở về buổi cho. Mùa chay nhắc cho chúng ta cái chân lý này. Làm gì thì làm con ơi. Sướng, dù con sướng, dù con giàu, dù con no nê, dù con hưởng đời, dù con thành công, dù con thế nào đi chăng nữa, nó có một sự thật con biết không? Đó là con sẽ trở về với tro bụi đó, con biết không? Do you know? You will return to dust. Do you know? Nhiều khi trong cuộc sống quá bận rộn và quá lo nhiều sự đời, cũng như lo làm ăn hoặc là nhiều cái làm cho chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà sự thật, chúng ta sẽ phải chết thôi. Tro bụi sẽ trở về tro bụi. Chính vì thế mà hãy biết rằng mình yếu đuối, mình nhỏ bé, thân phận mình sẽ phải ra đi, sẽ sinh lão bệnh tử. Cho nên mình sẽ hiền lành hơn, mình sẽ yêu thương hơn, mình sẽ quý trọng những người xung quanh hơn, mình sẽ tôn thờ Chúa hơn. Rồi cái câu thứ hai, xin chúc cho cha nói gì? Hãy ăn năn thám hối và tin vào phúc âm. Hãy sáng hối, hãy ăn năn vì nước trời đã gần. Hãy sáng hối, hãy ăn năn và tin vào phúc âm. Khi biết rằng mình từ cho bụi, mình sẽ ra đi, mình sẽ chết thôi, thì hãy ăn năn, hãy sáng hối và tin vào lời của Đức Chúa Trời, tin vào lời Chúa, lắng nghe những lời của Chúa dạy, để đời sống của mình dù có khó khăn, đau khổ, dù có tội lỗi, dù có lo lắng, vẫn không sao, no problem. Bởi vì có Chúa, có lời Chúa, có thánh thể của Chúa thì mình sẽ bình an. Đó thưa quý mạnh chị em. Vậy thì xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong ngày hôm nay bước vào mùa chay thánh. Mùa chay thánh là mùa cơ hội cho tất cả mọi người lên thánh. Những người tốt rồi thì tốt thêm một chút nữa. Những người tội lỗi thì đi xin tội cũng như là làm hòa với Chúa và tha nhân, rồi tham dự thánh lễ. Rồi những người, mỗi người chúng ta ai cũng có cái yếu đuối, ai cũng có cái tật xấu, ai cũng có cái gì không hay. Trong mùa này, dứt nó đi, hay là ít nó đi, để rồi chúng ta nên thánh. Và đạo chúng ta không phải chỉ là dứt cái xấu, bỏ cái xấu, giảm cái xấu, mà cần phải gia tăng cái tốt nữa. Thì cái tốt của mùa chay là gì? Đi lễ, nghe giảng, chúng ta có tĩnh tâm, cũng như là chúng ta sẽ có những cơ hội để cầu nguyện. Ở nhà chúng ta tìm cách nghe lời Chúa hơn, chúng ta tập ca tụng Chúa, rồi cầu nguyện,
rồi ăn chay. Nói về ăn chay không phải chỉ là miếng ăn miếng uống. Ăn chay, miếng ăn miếng uống chỉ là một hành động gọi là tượng trưng để nhắc cho chúng ta rằng ăn chay lòng, ăn chay mồm miệng, ăn chay tất cả những gì tốt xấu và không tốt thì giảm nó đi, bớt nó đi. Còn những gì tốt thì gia tăng nó. Mà điều đó không phải là chờ từ từ. Nhiều người cứ từ từ cái đã. Từ từ tôi mới đi lễ, từ từ tôi mới xin tội, từ từ tôi mới làm điều tốt, từ từ tôi mới trả nợ, vân vân. Nhưng mà đừng con ơi, nay mai Chúa gọi con bất cứ lúc nào, con không biết. Chúng ta nhớ cái anh Phú Hộ, Phú Hộ giàu có không? Hồn ta ơi, hãy ăn chơi đi, ngủ nghỉ đi, hưởng đời đi, ha, sướng quá. Chúa nói rằng sao? Ta nói cho anh biết, ngay hôm nay ta sẽ gọi anh, ta sẽ gọi người. Thì thưa quý anh chị em, mùa chay là mùa tạo, giáo hội tạo cơ hội cho chúng ta để nên tốt, để ăn chay cầu nguyện trở về với Chúa và làm việc hạnh phúc đức. Thì xin cho chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của giáo hội, của Chúa để thực hiện điều đó, để chúng ta có bình an, bớt lo lắng, bớt sợ hãi. Anh chị em thân mến, trong thánh lễ thứ tư, để cho hôm nay chúng ta bước vào mùa chay thánh, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa cho chúng ta bước vào đạo hội mùa chay thánh. Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và biết cố gắng trong khả năng của mình để giảm xấu làm lành, để chúng ta nên thánh. Lạy Chúa, giáo hội Chúa là giáo hội thánh thiện, nhưng vẫn còn bao gồm những phần tử tội lỗi. Xin Chúa giúp giáo hội trở nên gương mẫu về lòng sám hối chân thành. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa dạy chúng con biết hy sinh những nhu cầu thật sự không cần thiết, để có phương tiện giúp đỡ những anh chị em túng thiếu. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa ban thánh thần hướng dẫn chúng con chuyên cần cầu nguyện, thống hối và kết hiệp mật thiết với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp những người đang sống xa đường nẻo chân thật được trở về cuộc sống ân tình với Chúa. Xin Chúa ban cho các linh hồn chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này được hưởng mùa xuân vĩnh cửu của Chúa, cùng những ý nguyện của mỗi người chúng con dâng tiến lên Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, con Chúa đã ăn chay cầu nguyện và sống bác ái nguyên tình, giúp cho chúng con noi gương. Xin giúp cho mỗi người chúng con trong 40 ngày chay thánh này biết đáp lại lời mời gọi của Chúa và noi theo gương con một Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Kitô, chúng con vừa lãnh nhận giúp chúng con biết ăn chay hãm mình sao cho đẹp lòng Chúa, và nhờ đó tâm hồn chúng con được khỏi hết tật nguyền. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời các ông bà pháp cho bước tới đây. Xe cổ rất là khủng khiếp, cho nên chúng ta cố gắng hạn chay mình, cũng như là anh chị em thân mến, chúng ta thích lặng trước nhan Chúa và khiêm tốn xin người giáng phúc cho chúng ta để cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa nhân từ đối với những ai khiêm tốn tha thứ cho cả biết ăn năn, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và đồng tay giáng phúc cho hết thảy chúng con sắp nhận lấy cho này, để chúng con kiên trì giữ 40 ngày chay thánh và nhờ đó được nên tinh tuyển xứng đáng cử hành mọi nhiệm vượt qua của Đức Kitô con một Chúa đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Anh chị nào mà xe mình đậu chắn xe khác lên rước cho trước nhé, được ưu tiên, xin cho chúc lành cho quý vị. Đau đau đầu hả? Sao đau? Nâng cái gì vậy? Đi ra Đức Mẹ ba ha. Đi đây con cầm cho má. Rồi bây giờ đi về. Về con lấy xe vô đây mình đưa ba lên. Không. Không, không sao đâu, mình đẩy ba ra xe luôn ba má. Công gần lắm. Công gần mà. Cũng gần. Rồi, tới xe.
liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.